Thưa quý vị, nhằm kiểm soát và tách F0 ra khỏi cộng đồng một cách hiệu quả, những ngày qua huyện Hóc Môn đã thành lập 12 tổ tuần tra lưu động test nhanh COVID-19. Sau một tuần triển khai, tổ công tác đã phát hiện hơn 100 trường hợp dương tính trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là 112 tổ tuần tra test nhanh COVID-19 lưu động của huyện Hóc Môn được đặt tại xã Trung Chánh. Tổ tuần tra sẽ tiến hành dừng các phương tiện, kiểm tra lý do ra đường của người dân và thực hiện test nhanh COVID ngẫu nhiên tại chỗ. Em di chuyển từ quận Tân Bình xuống dưới này, em đang đi giao hàng cho khách. Và đi tới đây thì các anh ấy yêu cầu là dừng xe và kiểm tra test nhanh. Mỗi ngày đội tuần tra kiểm soát lưu động bắt đầu làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Các tuyến đường tuần tra lưu động sẽ được thay đổi linh hoạt theo ngày. Các trường hợp test nhanh có kết quả dương tính, đội sẽ đưa vào khu sàng lọc để chờ kết quả chính thức. Đây thì mình kiểm tra ngẫu nhiên thôi, phối hợp với lực lượng y tế, khi mình dừng người dân lại thì mình kiểm tra cái lộ trình của người dân đi, rồi kiểm tra giấy tờ của người dân, rồi mời người dân vô test để lấy mẫu. Là một trong những địa phương đứng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh về số ca nhiễm COVID-19. Trong một tuần ra quân, 12 tổ tuần tra đã phát hiện gần 100 trường hợp F0. Thông qua việc test nhanh ngẫu nhiên người đi đường và tiến hành phối hợp các quận huyện truy vết đối với những trường hợp này. Thực hiện cái là xét nghiệm tầm soát và phát hiện các cái trường hợp dương tính ở các cái tổ là xét nghiệm và kiểm tra lưu động, cụ thể là ở cái nút giao thông tuyến đường quốc lộ 22 và nhà Viung và các cái tuyến đường là khác ở trên địa bàn của xã Trung Chánh. Việc triển khai các tổ tuần tra sẽ giúp huyện kiểm soát tốt hơn tình trạng dịch COVID-19 trong cộng đồng. Đây cũng là thời gian cần thiết để huyện Hóc Môn nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung triển khai các biện pháp quyết liệt hơn, kiểm soát dịch bệnh với mục tiêu chuyển tách F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng kiểm soát chuỗi lây nhiễm.